Tiểu sử diễn viên Kiều Trinh. Kiều Trinh sinh năm 1977 tại Bình Phước. Cô là một diễn viên xinh đẹp, quyến rũ, được mệnh danh là nữ hoàng cảnh nóng của màn ảnh Việt. Cô được xem là một trong những diễn viên dám hy sinh vì nghệ thuật. Kiều Trinh không ngại đóng cảnh nóng bởi đó là những cảnh nghệ thuật cần thiết. Với những phim thương mại thì có trả bao nhiêu tiền, Kiều Trinh cũng từ chối. Chính sự hy sinh hết mình cho các vai diễn đã giúp cho Kiều Trinh ghi tên mình trong lịch sử điện ảnh nước nhà sau khi các bộ phim Mùa Len Trâu, Bi ơi đừng sợ, Rừng Đen đoạt nhiều giải thưởng điện ảnh quốc tế. Cô gái chân chất, đôi mắt ướt, khuôn miệng rộng và ánh nhìn khó quên, chưa từng được đào tạo qua trường lớp nghệ thuật nào, bất ngờ vượt qua hàng chục diễn viên chuyên nghiệp tài sắc giành được vai nữ chính trong phim Mùa Len Trâu. Sau thành công của bộ phim này, Kiều Trinh trở thành cái tên nổi bật được các đạo diễn săn đón. Trong hơn 15 năm qua, Kiều Trinh tham gia hàng loạt bộ phim điện ảnh và truyền hình đình đám. Kiều Trinh có thể đảm nhận mọi loại vai hiền lành, chân chất đến vai phản diện điên khùng. Kiều Trinh đóng các vai nghèo khổ cũng rất bi vì đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Ngược lại, những vai giàu sang khiến cho chị nghiên cứu, tìm hiểu nhiều và hóa thân thành nhân vật. Cuộc đời của nữ hoàng cảnh nóng đa đoan cả trên màn ảnh lẫn ngoài đời. Cuộc đời Kiều Trinh đa đoan lận đận, sinh ba đứa con với ba người đàn ông. Kiều Trinh xuất thân từ một gia đình nghèo ở Bình Phước, năm 15 tuổi. Cô một mình lên Sài Gòn làm công nhân để kiếm sống. Năm 18, Kiều Trinh xây dựng gia đình với một người đàn ông nghèo khó như mình. Hôn nhân ở tuổi đời còn quá trẻ nhanh chóng tan vỡ. Một mình Kiều Trinh xoay sở để nuôi con gái nhỏ. Kiều Trinh bén duyên với người đàn ông thứ hai khi đã nổi tiếng. Cô từng không ít lần úp mở với báo chí vì đã tìm được một nửa của mình. Sau 8 năm vất vả làm mẹ đơn thân, Kiều Trinh tin rằng đã tìm được bờ vai vững chắc để dựa vào đến hết cuộc đời mà không cần đến một tờ hôn thú. Cô mang thai, sinh cho người ấy một đứa con trai. Hạnh phúc của Kiều Trinh kéo dài chẳng bao lâu. Sau đó là những chuỗi ngày bị bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần, đến tận cùng khốn khổ. Người đàn ông của Kiều Trinh say mê bạn bè và những cuộc vơi vui hơn là gia đình. Kiều Trinh càng nhẫn nại bao nhiêu thì người đàn ông đó càng vô cảm và gia trưởng bấy nhiêu. Sinh con được 24 giờ thì Kiều Trinh nhận tin mẹ cô qua đời vì bệnh ung thư, nỗi đau chồng chất nỗi đau. Kiều Trinh bế con lên Sài Gòn lại phải chịu đựng sự ghẻ lạnh của người đầu óc tai gối. Cô phải chịu đựng không biết bao nhiêu là trận đòn roi của người đàn ông đó. Đỉnh điểm là một ngày Kiều Trinh bị tra tấn tới mức rạn hộp sọ, phải khâu hơn 10 mũi thì cô mới tỉnh ngộ mà ôm con thoát thân. Tuy nhiên, thoát khỏi người đàn ông bạc bẽo đó không dễ dàng như cô nghĩ. Đến tuổi 40, Kiều Trinh lại một lần nữa vướng vào sợi dây tình ái. Cả hai có tình cảm với nhau vì những nhỏ nhặt trong cuộc sống rồi cũng rời xa nhau. Kiều Trinh mang thai đứa con thứ ba dù không có ý định tiến xa với người đàn ông đó. Làm mẹ khi tuổi đời đã lớn lại liên tục đơn thân, nhưng Kiều Trinh không cảm thấy đau buồn hay bi kịch. Trái lại, cô cảm thấy bình an và nhẹ nhõm. Sự bình an của người phụ nữ đa đoan đã trải qua tường tận của nỗi đau. Như vậy là sau gần nửa đời người, Kiều Trinh không có gia sản gì trong tay nhưng lại có ba đứa con là kết quả của ba cuộc tình đầy cay đắng. Hiện tại thì bố mẹ con nữ diễn viên đang sống trong một căn nhà thuê khá nhỏ ở quận 4 thành phố Hồ Chí Minh. Kiều Trinh bây giờ không còn mặn mà với phim ảnh mà chỉ ở nhà quản lý một tiệm may nhỏ chuyên thiết kế đồ và tiệc. Tuy vậy, con gái đầu lòng của nữ diễn viên là Thanh Tú hiện đang được đánh giá là một gương mặt triển vọng của làng điện ảnh Việt. Kiều Trinh luôn tự hào vì con gái lớn ngoan ngoãn, hiểu và thương mẹ trong mọi hoàn cảnh. Ngẫm lại quá khứ đầy vết sẹo, chị vẫn luôn thầm cảm ơn vì sự có mặt của ba con trên cõi đời này.